Chú gọi xem nó đến chưa? Tất cả đều lên! Tất cả đều bị bỏ vơi! Trước em đã chuyển cho anh 20 tỷ. Hôm nay em chuyển cho anh thêm 10 tỷ. Phần còn lại khi nào làm xong em sẽ chuyển nốt. Ok chú. Bỏ đây. Chúc mừng vì thành công của anh em đi. Ok. Chúc mừng anh. Có gì đâu chị, em còn phải học hỏi anh Long nhiều. Thôi được rồi, vụ này thì chú cứ để anh lo. Còn bây giờ thì anh em mình gắt đối với anh đó. Dô qua, tính cất tiền ra xe cho anh. Vâng. Anh Quang, em nhờ tí. Có chuyện gì vậy? Cho em xin số điện thoại, có gì còn tiện liên lạc. Ok. Có gì cứ gọi cho anh nhé. À, anh Long này. Mai dịp nghỉ lễ, anh cho em xin phép về nhà thăm bà già. Ừ, cũng lâu rồi chú chưa về nhà. Thì mai chú cứ về đi. Vợ đưa cho chú Quang ít tiền. Anh chú Quang. Thôi thì gọi là anh chị có tấm lòng về mua quà cho mẹ. Dạ vâng, em cảm ơn. Bây giờ mình đi luôn chứ anh? Mình đi luôn thôi. Vâng. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chúng tôi tình nghi trên xe anh có chứa chất ma túy. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra. Mời các anh. Chú Quý Sơn, kiểm tra. Anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn. Chị Nhung, chị xem tình hình lương bổng của em thế nào chứ? Chậm mấy tháng này rồi. Chú thông cảm, anh Long vừa bị như thế, chị khó khăn quá. Chị nói thế mà nghe được à? Em đi làm chỉ trông vào đồng lương thôi. Em cũng cần phải có tiền để chi trả cuộc sống chứ. Chú thông cảm, tiền của chú chị sẽ thu xếp trả sau. Chú làm với nhà chị bao nhiêu năm rồi, chị có bao giờ để chú thiệt bao giờ đâu. Chị có biết là bao nhiêu người người ta mời em làm, em còn chưa làm như kìa. Cũng chính vì nể anh chị bao nhiêu năm nay em mới ở lại đến giờ này đấy. Chị mà cứ như thế em phải suy nghĩ lại đấy. Sao rồi chị Nhung? Anh Long như vậy, chuyện hợp đồng chị định tính như thế nào? Mấy chục tỷ của người ta, sao không thấy nói câu nào thế? Chị cũng đang định gọi cho chú đây. Nên công an đang làm căng quá. Chuyện của anh Long chị phải lo trước. Chị nói như thế mà nghe được à? Sao cái lúc cầm tiền của người ta thì nhanh thế? Hả? Tôi nói cho chị biết, nếu không lo được tiền cho thằng này thì đừng có trách. Anh Quang, sang bên em làm chứ? Ok, sáng mai anh qua bên em. Anh chán cách làm việc của cái công ty này lắm rồi. Ơ kìa chú Quang. Đi về rồi. Chú gọi anh à? Đi
chuyển cho em món hàng này. Còn về số tiền anh cứ giữ lấy mà tiêu. Vấn đề chị Vũ ạ. Ok, thì thôi. Chú Nam, lại đến đây à? Tôi đến để thông báo cho chị một tin. Nhà này bây giờ là của tôi. Chú đùa tôi à? Đùa? Tiền không trả được thì mất nhà. Thắc mắc cái gì? Tạm biệt. Anh Long này, hôm nay là ngày anh mãn hạn tù. Anh cứ về với gia đình đi. Chúc anh có cuộc sống vui vẻ. Chào anh. Cảm ơn cán bộ. Ok ông anh, ra tù khi nào mà không gọi thằng em đến đón? Không dám phiền chú. Cảm ơn chú. Ô con này, ngày xưa tao đối xử với mày như nào? Mày đúng là cái loại ăn cháo đá bát. Thôi anh Long, anh nhìn lại mình đi, xem còn xứng đáng với tôi nữa không? Hay anh chỉ là một cái thằng tù? Bây giờ tôi có anh Nam rồi. Anh về mà lo tu chính làm ăn. Đúng đấy Long ạ. Về mà làm ăn lương thiện đi. Dăm ba cái trò buôn thuốc phiện không bền được đâu. Còn mày nữa, tao nhớ năm xưa tao đối xử với mày không đến nỗi nào. Nhưng mày, tao không ngờ đâu. Thời thế thay đổi rồi anh Long. Quang bây giờ không còn là Quang của ngày xưa nữa đâu. Ấy, ông anh. Làm gì mà nóng? Định làm gì lái xe của tôi đấy? Hả? Thế còn số tiền mấy chục tỷ hợp đồng ông còn nợ tôi đấy, có định trả hay không? Long Đen này là một thằng luôn giữ chữ tín. Tiền của chú anh sẽ giả cả gốc lẫn lời. Còn cái cóc khô gì mà tự tin đấy hả ông anh? Cũng may là anh cùng anh có con vợ nên em cũng đã trừ bớt nợ cho anh rồi. Phần còn lại cố gắng mà giả cho tốt. Tìm được đối tác Việt Kiều ngon lắm. Đang cần mối làm ăn đấy. Cứ gửi số điện thoại cho anh. Được. Để chờ anh chủ động liên lạc với người ta. Alo, ông anh à? Chiều nay giao dịch chưa? Ok. Anh sẽ thưởng cho em xứng đáng. Anh yên tâm, anh cứ tin tưởng em. Tối về mình vui vẻ tí nhá. Anh Quang, anh kiểm tra lại hàng lần nữa cho em đi. Tất cả đã ok, chú gọi xem nó đến chưa. Tất cả đều lên. Thôi anh đi bộ thôi.
Anh ơi, cứu em. Mày vào đây tao giết chết nó. Mày bỏ hôi ra. Mày không thể trốn tội được đâu Nam ạ. Năm xưa anh ơi, cứu em. Mày hại tao như thế nào, bây giờ mày sẽ phải trả giá lại như thế. Mày im đi, tao không quan tâm. Anh ơi, cứu em. Nhung ạ, anh xin lỗi em vì thời gian qua đã hiểu nhầm em. Không có gì đâu anh ạ. Em nghi ngờ năm xưa có người hãm hại anh, nên em đã quyết tìm ra sự thật để minh oan cho anh. Rất may là em đã tìm ra bằng chứng kẻ đã vứt ma túy vào xe anh. Anh Quang à, anh qua quán bia đi, em đang đợi ở đây rồi. Ok. Tí mày nhớ làm những gì tao dặn, biết chưa? Em biết rồi. Ngồi đi anh. Có gì mà gọi được. Cái này anh Quang ạ. Em muốn anh về đồng quân làm cho em. Chứ làm với Đường Long em thấy anh vất vả quá. Này. Đây là số tiền em ứng trước cho anh. Anh cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của em. Ai anh chưa bao giờ có xe đi đón người yêu. Ừ, để xem. À, thực ra em đề xuất vậy thôi. Còn anh cứ suy nghĩ về vấn đề đó. Số tiền này anh cứ cầm lấy để uống nước. Anh ơi, em đã rửa lá xịt. Ừ. À, anh Long này. Mai dịp nghỉ lễ, anh cho em xin phép về nhà thăm bà già. Alo, anh Long à? Anh ra đối diện Tây Hồ, em gặp anh có chút chuyện. Chào anh, chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Chúng tôi tình nghi trên xe anh có chứa chất ma túy, đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra. Anh đã bị bắt, mời anh theo chúng tôi về đồn. Em đã tìm cách tiếp cận tên Nam để giúp anh tìm bằng chứng trả thù món nợ này. Cái số tiền nợ của anh ấy, em có lo được không? Anh cho em thêm thời gian. Anh có cách nhanh hơn đấy. Cách gì anh? Về làm vợ anh nhé. Thôi anh Long, anh nhìn lại mình đi, xem còn xứng đáng với tôi nữa không? Hay anh chỉ là một cái thằng tù? Bây giờ tôi có anh Nam rồi, anh về lo tu chính làm ăn. Cũng may là anh Long anh có con vợ, nên em cũng đã trừ bớt nợ cho anh rồi. Alo, tôi có bằng chứng về vụ án của chồng tôi. Ờ, Kiên đây ạ. Chào anh. Em mới nhận được một tình tiết rất mới trong vụ án của bị can Long. Anh xem. Đây là video của chị Nhung, vợ bị can Long gửi đến cho chúng ta. Đây là tình tiết rất quan trọng của vụ án này. Em mang tất cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến vụ án này lên phòng anh. Chúng ta sẽ điều tra lại từ đầu. Rõ. Anh đi chuyển giúp em món hàng này. Và về số tiền đấy. Anh cứ giữ lấy mà tiêu. Ok, vẫn chỗ cũ à? Anh đi luôn. Anh à, em mới tìm được đối tác Việt Kiều ngon lắm. Đang cần mối làm ăn đấy. Cứ gửi số điện thoại nhé. Để chiều anh chủ động liên lạc với người ta. Không anh à? Chiều nay giao dịch chưa? Ok. Báo cho tôi thời gian và địa điểm nhé. Anh à,
Anh đến ngay địa chỉ em nhắn tin nhé. Tối mình vui vẻ đi nhé. Anh Quang, anh kiểm lại hàng giúp em. Tất cả đã ok. Anh yên tâm, anh cứ tin tưởng em. Mày im đi, tao không quan tâm. Cảm ơn em vì đã giúp anh trả được món nợ này. Không có gì đâu anh ạ. Mình là bạn chồng.